Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Biden thất vọng vì ông Tập có thể không dự hội nghị G20. Tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng trước thông tin Chủ tịch Trung Quốc dự kiến không tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ. Tôi thất vọng, song sẽ tìm cách gặp ông ấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 9 nói với phóng viên tại Rehoboth, bang Delaware sau khi được hỏi về thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9. Tổng thống Biden không tiết lộ ông dự định gặp lãnh đạo Trung Quốc khi nào và tại đâu. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Tập và ông Biden có thể gặp nhau vào tháng 11 khi Mỹ tổ chức hội nghị APEC ở thành phố San Francisco, bang California. Tổng thống Biden tuần trước cho biết mong được gặp trực tiếp ông Tập ở Ấn Độ. Washington kỳ vọng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 là bước quan trọng giúp phá băng quan hệ Mỹ-Trung. Reuters ngày 31 tháng 8 dẫn lời một số quan chức Ấn Độ cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thay mặt ông Tập dẫn đầu phái đoàn đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20. Hai quan chức ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc và một quan chức chính phủ quốc gia thành viên G20 cũng nói rằng ông Tập không tham dự hội nghị. Họ cho biết được phía Trung Quốc thông báo điều này, song không nêu lý do. Trung Quốc và Ấn Độ chưa chính thức xác nhận hay bình luận về thông tin trên. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung leo thang do loạt vấn đề như đảo Đài Loan, thương mại và điều bất đồng khác. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Trung Quốc gần đây có các động thái nhằm hạ nhiệt tình hình. Lần gần nhất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt trực tiếp là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia tháng 11 năm 2022. Cuộc gặp này được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Tuy nhiên, nỗ lực phá băng quan hệ song phương bị bản trở do Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc hồi đầu tháng 2. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc khẳng định phương tiện này là thiết bị trắc khí tượng bay lạc. Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ những tháng gần đây tới thăm Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên Tổng thống về môi trường John Kerry. Động thái này được nhận định là nhằm tái khởi động nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước. Tin kế tiếp, bão Hai Cui quét qua Đài Loan. Bão Hai Cui đổ bộ vào khu vực miền nam đảo Đài Loan, gây ra những trận mưa lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Bão Hai Cui đổ bộ vào huyện Đài Đông ở miền đông đảo Đài Loan lúc 15:40, tức 14:40 giờ Hà Nội ngày 3 tháng 9. Sau khi đi qua khu vực miền nam đảo Đài Loan, bão đi ra biển rồi chuyển hướng lên phía bắc và đổ bộ vào thành phố Cao Hùng lúc 4 giờ. Tức 3 giờ giờ Hà Nội ngày 4 tháng 9. Giới chức đảo Đài Loan thông báo gần 80 người bị thương do bão Hai Cui, không có người thiệt mạng. Các hãng hàng không hủy 23 chuyến bay quốc tế xuất phát từ đảo Đài Loan và 184 chuyến bay bên trong hòn đảo. Bão Hai Cui khiến hơn 217.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan mất điện. Tới ngày 4 tháng 9, khoảng 58.000 hộ chưa được cấp điện trở lại, trong khi trường học và các cơ sở kinh doanh tại 14 thành phố trên hòn đảo phải đóng cửa. Hai Cui là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo trong vòng 4 năm qua. Trước khi bão đổ bộ, giới chức Đài Loan sơ tán hơn 7.000 người tại các khu vực nguy cơ cao. Một chuyên gia khí tượng của đảo Đài Loan cho biết, tam bão Hai Cui gần như bao quanh thành phố Cao Hùng trong đêm. Khi di chuyển dọc theo bờ biển phía tây nam hòn đảo, bão Hai Cui suy yếu do ảnh hưởng từ địa hình khu vực. Sau khi quét qua đảo Đài Loan, bão Hai Cui dự kiến đi qua eo biển cùng tên và hướng vào Trung Quốc đại lục. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo gió mạnh và sóng lớn tại các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, yêu cầu tàu thuyền trong khu vực đề phòng. Bản tin tiếp theo, máy bay Nga hạ xuồng cao tốc Ukraine tiếp cận Crimea. Bộ phòng Nga thông báo máy bay nước này hạ 4 xuồng cao tốc Ukraine trên đường tới mũi đất phía tây bán đảo Crimea trong đêm. Máy bay của lực lượng tác chiến đường không thuộc hạm đội Biển Đen phá hủy 4 xuồng quân sự cao tốc C4 do hãng Willen của Mỹ sản xuất, chở theo nhóm binh sĩ Ukraine hướng tới mũi đất Takakut trên bán đảo Crimea trong đêm. Bộ phòng Nga ngày 4 tháng 9 cho biết,
Bộ phòng Nga chưa tiết lộ loại máy bay tham gia trận không kích cũng như thương vong ở phía Ukraine. Trước đó cùng ngày, cơ quan này thông báo phòng không Nga hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Biển Đen gần bán đảo Crimea. Ukraine gần đây thực hiện nhiều vụ tập kích nhằm vào Crimea, bán đảo Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Lần gần nhất Crimea bị tấn công là vào ngày 2 tháng 9, lực lượng Nga khi đó hạ 3 súng tự sát của Ukraine nhằm vào cây cầu nối giữa bán đảo và vùng Ranoda. Bộ phòng Ukraine ngày 24 tháng 8 tuyên bố đặc nhiệm nước này thực hiện chiến dịch đặc biệt để thượng cờ tại bán đảo Crimea, đồng thời công bố hình ảnh các binh sĩ tiếp cận bằng xuồng cao tốc và treo cờ trên một căn nhà gần bờ biển. Trong khi đó, tiêm kích Nga nhiều lần hạ xuồng cao tốc của Ukraine trên Biển Đen. Bộ phòng Nga ngày 30 tháng 8 thông báo đánh chìm 4 xuồng cao tốc chở theo khoảng 50 lính đặc nhiệm Ukraine trên Biển Đen, song không công bố địa điểm xảy ra sự việc là máy bay tham gia nhiệm vụ. Một nguồn tin Ukraine cho biết các cuộc tập kích nhằm vào Crimea là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Hoạt động này nhằm cố gắng cô lập bán đảo Crimea và gây khó khăn cho Nga trong duy trì hoạt động quân sự trong giao tranh với Ukraine tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ nhận định những đợt tập kích nhằm vào bán đảo Crimea mà Ukraine thực hiện chỉ là nỗ lực đánh lạc hướng, thậm chí có thể lãng phí nguồn lực quý giá trong chiến lược có nguy cơ khiến lực lượng Ukraine bị kéo căng giữa nhiều trục tiến công. Bản tin thứ tư, Nam Phi khẳng định không chuyển vũ khí cho Nga. Tổng thống Nam Phi thông báo cuộc điều tra độc lập không phát hiện bằng chứng cho thấy tàu hàng Nga đến nước này nhận vũ khí. Ủy ban điều tra không phát hiện bằng chứng nào chứng minh con tàu chuyển vũ khí từ Nam Phi tới Nga. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 3 tháng 9 thông báo không có giấy phép xuất khẩu vũ khí nào được cấp và không có bất kỳ vũ khí nào được xuất khẩu. Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Robert Rigetti cáo buộc tàu hàng Layor của Nga đã nhận vũ khí tại quân cảng gần Cape Town vào tháng 12 năm 2022. Giới chức Nam Phi khi đó bác bỏ thông tin này và khẳng định chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho Nga, song vẫn mở cuộc điều tra độc lập liên quan. Tổng thống Ramaphosa nói tàu hàng Layor khi đó cập cảng Cape Town để chuyển giao thiết bị cho quân đội Nam Phi. Công ty mua sắm vật tư quốc phòng Ascot của Nam Phi đặt hàng số thiết bị này là năm 2018. Ông Ramaphosa từ chối tiết lộ chi tiết về số vật tư quân sự nói trên do lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động quan trọng của quân đội Nam Phi cũng như an toàn tính mạng của binh sĩ nước này. Sau khi chúng tôi xem xét mọi vấn đề, không có bất cứ cáo buộc nào về việc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga được chứng minh là đúng, ông Ramaphosa nói. Không ai trong số những người đưa ra cáo buộc có thể cung cấp bằng chứng cho phát ngôn nhằm vào đất nước chúng tôi. Phát ngôn của đại sứ Rigetti hồi tháng 5 làm dấy lên hoài nghi lập trường trung lập và không liên kết của Nam Phi trong chiến sự Nga-Ukraine. Tổng thống Ramaphosa ngày 3 tháng 9 nói những cáo buộc như vậy tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nam Phi cũng như vị thế của nước này trên trường quốc tế. Nam Phi đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ giữ thái độ trung lập và ủng hộ đối thoại nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Ramaphosa tuyên bố Nam Phi sẽ không để bị ép phải chọn đứng về phía cường quốc nào trong các vấn đề mang tính toàn cầu. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nó với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Trump tiếp tục thống trị đường đua đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Mỹ Trump vẫn giữ vị trí số 1 về tỷ lệ ủng hộ trong các ứng viên đảng Cộng Hòa, bất chấp ông đang vướng rắc rối pháp lý. Cuộc khảo sát do Wall Street Journal công bố hôm 2 tháng 9 cho thấy 59% đảng viên Cộng Hòa muốn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ứng viên đại diện đảng này tranh cử năm 2024. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn 11% so với cuộc khảo sát tương tự của tờ báo hồi tháng 4. Xếp thứ hai trong khảo sát là Thống đốc Florida Ron DeSantis với 13% ủng hộ, theo sau là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley với 8%. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ nhận được 2% ủng hộ. Kết quả khảo sát cho thấy những cáo buộc mà ông Trump đang đối mặt dường như không tác động tiêu cực đến chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống. Các cáo buộc thậm chí còn giúp ông Trump tăng thêm ủng hộ khi cuộc thăm dò chỉ ra rằng 60% đảng viên Cộng Hòa gọi đây là hành động mang tính chính trị.
78% người được hỏi cũng đồng ý rằng những gì ông Trump làm sau cuộc bầu cử năm 2020 là hợp pháp. Kết quả ủng hộ dành cho thống đốc Florida, vốn được coi là đối thủ đáng gờm nhất của ông Trump, đã giảm mạnh. Cuộc khảo sát của Wall Street Journal hồi tháng 4 cho thấy 24% người được hỏi ủng hộ ông DeSantis. Các ứng viên đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận sơ bộ vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 27 tháng 9, sau vòng tranh luận đầu hôm 23 tháng 8. Cựu Tổng thống Trump tháng trước tuyên bố không tham gia cuộc tranh luận của các ứng viên Cộng Hòa với lý do người dân đã quá hiểu về ông. Ông Trump đang đối mặt 4 phiên tòa về những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống, bao gồm 2 vụ án cấp bang tại New York và Georgia, cùng 2 vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới, cũng như là trong live sắp tới, được nhiều nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.